Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái sai lệch trong mạng tinh thể. Thì đầu tiên đó là sai lệch điểm. Sai lệch điểm người ta định nghĩa là gì? Là sai lệch của mạng tinh thể mà nó có kích thước nhỏ theo cả ba chiều đo, tức là nó có dạng bao quanh một điểm ha. Thì đối với sai lệch điểm này ta có hai dạng các bạn. Đó là cái dạng thứ nhất là nút chống và nguyên tử xen kẽ, còn dạng thứ hai là nguyên tử tạp chất nó lẫn vào. Ha, cái dạng nút chống và nguyên tử xen kẽ này á là chính nội bộ ha, bản thân các cái nguyên tử của kim loại cơ sở mình nó sẽ tạo nên. Còn cái loại thứ hai này á là nguyên tử tạp chất này, là do các cái nguyên tử của nguyên tố khác ở ngoài nó lẫn vào nó tạo nên. Đầu tiên ta xét cái sai lệch điểm kiểu nút chống và nguyên tử xen kẽ. Đây các bạn xem nè, trong giả sử trong cái mạng tinh thể mình ha, các nguyên tử đều đặn như vậy, vì một lý do nào đó một cái nguyên tử tại vị trí này nó bứt ra, nó dao động gì nhỉ, nó bứt ra, nó di chuyển đến vị trí này thì nó để lại chỗ này một cái nút trống đó. Mà khi nó để lại nút trống như vậy thì các nguyên tử lân cận nó có xu hướng bị co lại ha, co lại như này, co vô vị trí đó, di chuyển sát vô vị trí đây, nó tạo nên cái sai lệch điểm chỗ này. Các bạn thấy những cái đường này nó không còn thẳng như bên đây nữa mà nó bị ưỡn qua ha, ưỡn lại như này đó, đây chính là một sai lệch điểm đó. Một cái nữa là khi cái sai lệch điểm này, cái nguyên tử này nó di chuyển qua trong vị trí này thì nó lại tạo ở vị trí này ha, nó xen kẽ vào các cái khoảng hở này nè, giữa các cái nút mạng này, thì nó lại để tại vị trí này một cái sai lệch điểm nữa. Như vậy là gì? Một nguyên tử bứt ra khỏi vị trí của nó sẽ thường nó sẽ tạo ra hai sai lệch điểm, sai lệch nút trống này và sai lệch nguyên tử xen kẽ, hai vị trí như này. Việc á, mà tạo nên nút trống nó phụ thuộc vào năng lượng dao động, cho nên xác suất mà nút trống nó phụ thuộc vào nhiệt độ, tại vì cái năng lượng dao động này thường nó phụ thuộc vào nhiệt độ, và nhiệt độ mình tăng á, tăng nhanh á, thì cái nút trống này ha, nó cũng tạo ra nhiều. Các nút trống á, sau khi nó bứt ra nè, sau khi nguyên tử này bứt ra khỏi vị trí cân bằng đi tới vị trí này thì nó để đây nút trống, thì cái nút trống này nó không đứng yên tại vị trí này ha, mà nó sẽ đổi chỗ với các cái nguyên tử kề bên. Nguyên tử này sẽ di chuyển qua đây chiếm chỗ vị trí này, thì tại vị trí này nó sẽ để lại cái nút trống. Qua cái dạng thứ hai đó là nguyên tử tạp chất. Thì trong kim loại ta thường hay có nhiều tạp chất. Thì các cái tạp chất này có thể thay thế vào cái nguyên tử cơ sở ở các nút mạng đây, ví dụ đây. Đây, nguyên tử này ha, nó thay thế vào đúng cái nút mạng này. Đáng lẽ ngay chỗ vị trí này là có một nguyên tử màu trắng này, nhưng đây nguyên tử tạp chất nó vào, nó chiếm vị trí này, nó đẩy nguyên tử màu trắng đi chỗ khác. Đó thì nó gây ra cái sai lệch mạng. Người ta thấy là rất là rõ. Cái đường kính của cái nguyên tử này nó sai khác so với đường kính của nguyên tử kim loại cơ sở nè. Cho nên nó có thể bị đẩy ha, đẩy dạt các nguyên tử lân cận ha, đi làm gây ra sai lệch điểm chỗ này. Đó, hoặc nó có thể là tạp chất nó vô, nó xen kẽ vào ha, các cái nút mạng nằm giữa các cái nút mạng như vậy, gây nên cái sai lệch điểm ha. Vậy là gì? Các nguyên tử tạp chất nó cũng có hai kiểu sai lệch, đó là sai lệch kiểu xen kẽ và sai lệch kiểu thay thế như này. Ta qua cái phần thứ hai đó là sai lệch đường. Sai lệch đường là sai lệch mà hình thành theo một dãy, tạo tạo theo một dãy đường. Thì ở đây các bạn lưu ý là có thể là đường thẳng, đường có thể là đường thẳng hoặc đường cong. Thì nó có nhiều dạng sai lệch đường. Ví dụ như cái dạng thứ nhất là một dãy các sai lệch điểm liên tiếp, nó cũng hình thành nên sai lệch đường ha. Khi các sai lệch điểm này tập trung thành một dãy liên tiếp đứng liền kề nhau thì nó cũng tạo nên cái sai lệch đường. Thì cái sai lệch đường mà kiểu một dãy các sai lệch điểm này nè, thường nó có tính ổn định không cao. Chỉ cần một cái sai lệch điểm nào đó nó rời khỏi vị trí thì sai lệch đường coi như không tồn tại, hoặc nó tách ra thành nó chia, nó phân ra thành hai sai lệch đường khác. Cái sai lệch đường dạng thứ hai đó là người ta gọi là lệch, là dạng sai lệch đường quan trọng nhất, là có dạng hình học nhất định và cái tính ổn định cao. Thì trong cái lệch này người ta chia làm nhiều loại. Đầu tiên là lệch biên. Lệch biên là sao? Ví dụ các bạn hình dung là đây tôi có một cái kiểu mạng tinh thể nè ha. Đó, nguyên cái mạng tinh thể đó nè. Thì tôi sẽ chèn ha, tôi chèn nửa bán mặt ABCD này vào. Đó, các bạn để ý nè. Nếu như không có bán mặt ABCD này thì cái đường này nè nó sẽ song song với cái đường bên đây nè. Đó. Nhưng vì một lý do đó có một cái bán mặt ABCD nó xèn vào giữa nha. Thì nó đẩy các cái nguyên tử ở hai bên cái bán mặt này ha, dịch chuyển ra ngoài.
đó, và dọc theo cái trục AD này ha, nó làm cho các cái nguyên tử bị xê dịch đi ha, không còn đúng cái vị trí đều đặn như trong màng tinh thể mặc định. Lúc đó nó sẽ gây ra sai lệch. Thì cái trục AD này chính là cái đường biên của cái nửa bán mặt ABCD này, cho nên người ta mới gọi là lệch biên. Và các bạn lưu ý là các cái nguyên tử ở dưới đường AD này nè, tức là từ đây xuống đây nè, đó, các nguyên tử ở phía dưới này nè là nó sẽ chịu kéo, còn các nguyên tử phía trên này ha, trên đường AD này nó sẽ chịu nén nha. Nếu mà nửa mặt tinh thể ABCD này nè, nằm ở phía trên như thế này đó, phía trên như này thì ta gọi là lệch dương, và người ta có cái ký hiệu là giống như chữ T lật ngược lại như vậy. Thì các bạn để ý nè, đây nó ký hiệu giống như cái chỗ này nè, đó giống chữ T ngược không. Còn nếu như nửa bán mặt ABCD này nằm ở phía dưới như vậy thì người ta gọi là lệch âm, và nó ký hiệu giống như chữ T, T thuận. Để đặc trưng định lượng lệch thì người ta dùng gọi là cái vector Bugger và ký hiệu là B. Đây các bạn xem nha, tôi có hai cái hình này, hình này là cái màng tinh thể ta có chứa nửa cái bán mặt lệch nè, chèn vô đây. Còn hình này là đều đặn không có chứa lệch. Thì ví dụ tôi xuất phát từ điểm M này nha, tôi sẽ vẽ một cái vòng tròn bao quanh cái trục lệch này. Đó. Thì tương tự dưới đây cũng vậy, tôi xuất phát từ điểm M, tôi vẽ xuống 3 ô. Thì bên này tôi cũng vẽ xuống 3 ô tới điểm N. Từ điểm N tôi vẽ ngang qua 4 ô. Ở đây tôi cũng vẽ ngang qua 4 ô tới điểm O. Rồi từ điểm O này tôi vẽ lên 3 ô. Từ đây cũng vẽ lên 3 ô tới điểm B. Từ điểm B này tôi vẽ qua 5 ô, 1, 2, 3, 4, 5. Thì tới điểm Q. Thì đối với mà cái màng tinh thể mà có chứa lệch á, lệch biên này á, thì cái điểm cuối cùng điểm Q này nó sẽ trùng với M. Còn ở đây tới B này tôi vẽ qua 5 ô, 1, 2, 3, 4, 5. Điểm Q nằm ngoài đây. Và điểm Q với điểm M, tức là điểm cuối cùng và điểm đầu ha, không có trùng nhau. Thì để cho nó trùng nhau thì mình sẽ vẽ cái vector ha, từ em từ Q về M thì cái vector này được đặc trưng được gọi là cái vector Bugger. Bây giờ ta qua cái loại thứ hai, đó là lệch xoắn, là cái lệch mà có hình dạng kiểu lò xo, và chúng ta có thể hình dung là mình cắt cái tinh thể hoàn chỉnh bằng nửa mặt phẳng ABCD như này. Đây tôi sẽ dùng cái nửa mặt phẳng ABCD, tôi cắt cái tinh thể hoàn thiện như này, thì sau đó mình mới xê dịch hai cái mép này, bên trái và bên phải đi một cái ô, thì ta được cái hình dưới đây. Thì nó sẽ xảy ra cái lệch xoắn dọc cái trục AB này, nó sẽ xảy ra cái lệch xoắn. Các bạn hình dung là mình sẽ đi từ đây qua đây một ô, xuống đây hai ô quanh điểm A nữa nha. Đó. Và đi qua đây hai ô, đi lên đây hai ô, về điểm này thì có một cái bước nhảy lên. Đó thì nó giống như một vòng cái lò xo. Đó là mặt trên, thì cái lớp dưới hay lớp mặt kế tiếp thì nó cũng tạo ra một cái vòng lò xo như vậy, và liên tiếp dọc theo cái trục AB này nó sẽ tạo nên một cái sai lệch xoắn. Thì cái trục AB người ta gọi là trục lệch. Mặt phẳng AB, trong trường hợp này mặt phẳng AB được gọi là cái mặt trượt của lệch. Tại vì sao? Vì hai nửa này nó sẽ trượt trên cái mặt AB này. Ta qua cái thứ ba là lệch hỗn hợp. Lệch hỗn hợp là sao? Là lệch trung gian giữa lệch biên và lệch xoắn, cho nên nó mang đặc điểm của cả hai loại lệch này. Ta qua cái phần thứ ba, đó là C nhỏ là lệch lệch mặt. Ta có lệch điểm nè, lệch đường nè, và bây giờ là lệch mặt. Lệch mặt là gì? Là sai lệch của mạng mà có diện dạng diện rộng như một mặt phẳng, hay nói cách khác là kích thước của lệch đó, nó nhỏ theo một chiều và lớn theo hai chiều còn lại. Những cái dạng của sai lệch mặt, thứ nhất là biên giới hạt. Đây ta xem nè, đây cái biên giới hạt, các cái nguyên tử nằm trong biên giới hạt này nó bị xô lệch, nó bị sắp xếp không có trật tự, lộn xộn, thì nó tạo ra cái một cái sai lệch mặt đây. Thì một số tính chất của biên giới hạt, thứ nhất là biên giới hạt là nơi dễ bị ăn mòn do có năng lượng tự do cao, dễ tạo mầm khi mà chuyển biến pha. Thứ hai là biên giới hạt là nơi dễ chứa các cái nguyên tử tạp chất và dễ khuếch tán. Thứ ba là biên giới hạt không có mặt tinh thể xác định nên cản trở biến dạng dẻo ở nhiệt độ thường và kém ổn định, dễ bị chảy dẻo ở nhiệt độ cao. Cái sai lệch mặt dạng thứ hai đó là biên giới siêu hạt. Đây các bạn xem này, đây là một cái biên giới siêu hạt nè. Thì
ở cái vùng biên giới siêu hạt này, các cái nguyên tử cũng sắp xếp không có trật tự ha, nó cũng tạo nên một cái sai lệch mặt. À, góc lệch giữa các cái siêu hạt này rất là nhỏ, đây góc delta này rất là nhỏ. À, có thể quan niệm biên giới siêu hạt gồm vô số các cái lệch thẳng xếp thẳng hàng à, với những khoảng cách bằng nhau, tức là tạo nên các bức tường lệch đây. Đây, 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 những cái này người ta gọi là các bức tường lệch. À, cái dạng thứ ba của sai lệch mặt đó là mặt ngoài của tinh thể đây, mặt ngoài của tinh thể đây, ví dụ ta có một cái khối thép ha, thì đây là bên trong cái khối thép, đây phía bên mặt ngoài, mặt ngoài của khối thép này, thì các nguyên tử ở cái vùng mặt ngoài này nè nó sẽ chịu liên kết với các nguyên tử ở dưới mặt trong này thôi, còn phía bên đây ha, bên phía ngoài bên đây là không có vật liệu, cho nên là nó không có nguyên tử nào liên kết, cho nên các nguyên tử này nó sẽ không chịu lực hút của các nguyên tử ngoài đây, nó không giống như các nguyên tử trong đây, nguyên tử trong đây nó chịu lực hút của các nguyên tử bên trái và bên phải đều đặn nhau, cho nên nó xếp ngay hàng thẳng lối có trật tự, còn bên đây ha nó chỉ chịu lực hút của một bên rồi, cho nên nó sẽ gây ra sai lệch, thì cái sai lệch kiểu này người ta cũng xem như là sai lệch mặt. Như vậy là tôi vừa mới ôn tập cho các bạn các cái sai lệch trong mạng tinh thể, vậy ta có 3 dạng sai lệch, đó là sai lệch điểm, sai lệch đường và sai lệch mặt. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Các bạn nhớ subscribe, like và share cái kênh của mình để đón nhận các clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.